dân chúng phát sốt với bức ảnh gia đình của Hoàng gia Anh. Nhân sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles, Hoàng gia Anh vừa công bố bức ảnh gia đình của ông, nhưng tâm điểm chú ý của dân chúng lại là Hoàng tử nhí George, Louis và công chúa Charlotte. Ngày 14 tháng 11, Thái tử Charles chính thức bước sang tuổi 70. Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, cả gia đình Thái tử đã cùng nhau chụp một loạt ảnh kỷ niệm. Không quá cầu kỳ trong bối cảnh, bức hình chỉ đơn giản là vợ chồng Thái tử ngồi ở băng ghế trong vườn nhà, ôm các cháu trong vòng tay, còn các con đứng cạnh. Trong hai bức ảnh được Hoàng gia Anh chia sẻ lại, nhiều người không khỏi bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Hoàng tử George, Louis và công chúa Charlotte. Cả ba anh em đều rất hớn hở nhưng lại nhìn đâu đó ngoài ống kính. Có vẻ như gia đình Hoàng gia vẫn mang chung nỗi khổ như nhiều gia đình khác khi chụp hình với trẻ con. Nhiếp ảnh gia Chris Jackson hẳn tốn không ít công sức để kịp bắt vài giây hiếm hoi cả nhà cùng nhìn về một hướng như thế này. Trước đó, The Sun cũng tặng một bức ảnh mới của Hoàng tử nhí Louis nằm trong bộ phim tài liệu của đài BBC mừng sinh nhật Thái tử Charles. Dù chỉ là khoảnh khắc Hoàng tử út bụ bẫm nắm lấy tay ông nội nhưng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Bởi kể từ ngày lễ rửa tội diễn ra vào tháng 7, Hoàng gia Anh không tiết lộ thêm thông tin gì của Hoàng tử Louis. Trong khi công chúng thường xuyên nhìn thấy giới truyền thông chia sẻ các bức ảnh của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bên cạnh các cháu cố của mình thì đó lại là điều hiếm hoi đối với Thái tử Charles. Nhưng qua các đoạn phim tài liệu quay ở điện Buckingham, nhiều người tình ý phát hiện ra Thái tử Charles cũng rất gần gũi với các con của Hoàng tử William. Bằng chứng là các khung ảnh ông bế Hoàng tử George ở các độ tuổi khác nhau xuất hiện khá nhiều ở trong phòng. Từ khi Hoàng tử George mới 3 tháng tuổi mặc chiếc áo choàng satin Farren trong ngày rửa tội. Đến lúc Hoàng tử nhí cứng cáp hơn và bắt đầu biết tò mò mọi thứ xung quanh. Thái tử Charles cũng rất yêu thương các cháu riêng của vợ. Trong ảnh, ông chơi đùa cùng Laura Parkerbow, cháu nội của bà Camilla. Nhắc về chồng, bà Camilla dành nhiều lời khen ngợi. Ông ấy sẽ quỳ xuống và bò về phía chúng, sẵn sàng chơi trò đó trong hàng tiếng đồng hồ và luôn tìm cách tạo ra những tiếng cười vui nhộn. Cháu của tôi rất thích Charles và tuyệt đối tôn thờ ông ấy. Charles hay đọc Harry Potter cho chúng nghe và có thể nói giọng riêng của từng nhân vật. Tôi nghĩ rằng bọn trẻ thực sự đánh giá cao điều đó. Vai trò của gia đình Hoàng gia Anh là gì trong bối cảnh hiện nay? Cả thế giới hướng về London vào thứ Hai 19 tháng 9 theo giờ địa phương để dõi theo lễ tang nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Từ thánh đường Westminster, nơi quan tài nữ hoàng được đặt trong nhiều ngày qua cho những buổi thăm viếng, đoàn người di chuyển về tu viện Westminster, chốn an nghỉ cuối cùng của bà. Bên cạnh thành viên gia đình Hoàng gia Anh, lễ tang có sự hiện diện của các thành viên Hoàng gia Nhật, Monaco, các chính khách như Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ hay cựu Tổng thống Anh Boris Johnson và vợ. Bạn có thể đặt ra câu hỏi vì sao nữ hoàng Anh nói riêng và gia đình Hoàng gia Anh nói chung, dù không sở hữu thực quyền chính trị, vẫn có thể duy trì sức ảnh hưởng của mình và vai trò của gia đình Hoàng gia Anh là gì trong bối cảnh hiện đại. Chỉ cần theo dõi các nguồn tin xoay quanh lễ tang nữ hoàng Anh, bạn sẽ dần nghiệm ra câu trả lời. Vai trò của gia đình Hoàng gia Anh thể hiện rõ nét qua tang lễ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Khi vương hậu Camilla, công nương Catherine và công tước xứ sở sách Meghan Markle xuất hiện tại lễ tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tất cả mọi hành động của họ đều bị quan sát, lai lịch trang phục họ mặc và nữ trang họ đeo cũng ngay lập tức bị xem xét. Truyền thông rất mau chóng ghi nhận rằng công nương Catherine đã mặc đầm của Alexander McQueen và đeo dây chuyền ngọc trai của cố nữ hoàng, rằng công tước Meghan Markle mặc đầm của Stella McCartney và đội nón Christian Dior do Stephen Jones thiết kế. Thậm chí, tiểu công chúa Charlotte cũng bị phát hiện là khai trâm ngọc trai hình máu ngựa mà bà nội đã tặng cho cô bé. Việc liên tục được nhắc đến khi có sự liên kết sâu sắc với các công nương, công tước và công chúa của gia đình Hoàng gia Anh mang lại giá trị truyền thông to lớn cho các thương hiệu kể trên. Sức mạnh truyền thông này giải mã vai trò của gia đình Hoàng gia Anh trong bối cảnh hiện đại. Có thể nói họ là bộ mặt của Vương quốc Anh, hay còn nói nôm na là thương hiệu quốc dân của xứ sở này. Theo công ty tư vấn tài chính, gia đình Hoàng gia Anh có giá trị thương hiệu ngang ngửa một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Cụ thể, năm 2017, công ty này ước tính rằng sức mạnh truyền thông của gia đình Hoàng gia Anh xếp thứ tư toàn cầu chỉ sau Google, Apple và Amazon.
Ông Charles Scarlett Smith, giám đốc Brand Finer Canada cho biết, tuy gia đình hoàng gia thường bị lên án là có ngân sách tiêu xài xa hoa, thực chất họ mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho quốc gia này. Theo ước tính, chi phí vận hành của gia đình hoàng gia Anh được trích từ thuế thu nhập của người dân quốc gia này tốn kém khoảng 500 triệu bảng Anh, nhưng lợi ích kinh tế họ đóng góp cho Anh quốc lại lên đến 2,5 tỷ bảng Anh. Bên cạnh đó, theo bảng tính chi phí, 57% tổng chi phí dành cho bảo trì của các tòa nhà mang tính chất lịch sử và 24% dành cho nhân sự. Đây vừa là một cách tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, vừa là một cách tái đầu tư vào quốc gia này. Bộ mặt thời trang và du lịch của Vương quốc Anh. Các đóng góp của gia đình hoàng gia Anh đến kinh tế quốc gia này có thể được nhận thấy rõ ràng qua ngành công nghiệp du lịch, thời trang, mỹ phẩm. Du lịch, rất nhiều người đổ xô đến Anh quốc và Scotland hàng năm để tham quan không gian sống của một gia đình hoàng gia thực thụ. Họ có thể đăng ký đi tour đến các lâu đài, trả tiền để được xem châu báu hoàng gia, thăm thú viện bảo tàng, mua quà lưu niệm. Brian Finer ước tính rằng doanh thu từ du lịch hoàng gia đạt đến 500 triệu bảng Anh trên một năm. Đây cũng là lý do gia đình hoàng gia liên tục phải thực hiện các cuộc viếng thăm đến những quốc gia khác, xuất hiện trên truyền thống nước bạn, lan tỏa vẻ đẹp trí thức và văn hóa nước Anh, từ đó thu hút khách du lịch đến thăm viếng nước mình là vai trò chính của các thành viên hoàng gia Anh. Ví dụ, cá nhân cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từng thực hiện 250 cuộc thăm viếng xuyên suốt 70 năm trị vì. Thời trang và mỹ phẩm. Từ thời của nữ hoàng Victoria, bà đã liên tục đề bạt các sản phẩm made in England để cạnh tranh với hàng sản xuất ở Pháp, Ý, Đức. Truyền thống này được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị duy trì chặt chẽ, do đó cũng được noi theo bởi các thành viên trẻ hơn của gia đình hoàng gia Anh. Khi lên ngôi, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chỉ mặc sản phẩm làm tại Anh, mặc dù em gái bà, công chúa Margaret lại yêu thích các nhà mốt Pháp như Dior. Khi tổ chức đám cưới, bà đặt váy đầm từ nhà thiết kế người Anh. Ngày thường, bà đeo khăn quàng, Burberry, túi xách Launer và dùng nữ trang do nhà chế tác kim hoàn thực hiện, tất cả đều là thương hiệu Anh. Học hỏi bà, công nương Catherine chuyên mặc phục trang của Alexander McQueen, Jenny Buckham. Trong khi đó, công tước Meghan Markle lại ưa chuộng Givenchy dù là thương hiệu Pháp dưới thời nó được dẫn dắt bởi giám đốc sáng tạo người Anh. Những thương hiệu nhận được sự yêu thích của gia đình hoàng gia Anh có thể được bàn thưởng cương vị nhà cung cấp sản phẩm cho hoàng gia. Họ ngược lại có thể dùng ấn phẩm hoàng gia để xác nhận cho chất lượng sản phẩm của mình. Theo Brian Finer, ước tính được bổ nhiệm làm nhà cung cấp sản phẩm cho hoàng gia Anh có thể giúp tăng doanh số của các thương hiệu đến cả 10%. Sức ép cho người kế nhiệm vai trò nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trong suốt 70 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thành công giúp gia đình hoàng gia Anh xây dựng vai trò kể trên và duy trì mối liên hệ mật thiết với xã hội hiện nay. Bà ấy là đại diện cho chính Vương quốc Anh. Theo Kay Herrion, một giáo sư mảng thời trang và truyền thông tại trường đại học De Montfort ở Leicester, hậu tàng lễ của nữ hoàng, tân quân vương Charles đệ tam và vương hậu Camilla sẽ là người đứng mũi chịu sào mới cho trách nhiệm này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thái tử William và công nương Catherine có khả năng sẽ trở thành bộ mặt nhận diện mới của hoàng gia Vương quốc Anh. Lý do chủ yếu vì vua Charles và vương hậu Camilla thích cuộc sống tương đối yên ả, thường lánh mặt truyền thông do những dị nghị xung quanh cố công nương Diana, do đó không có sức ảnh hưởng nhận diện bằng tân thái tử và vương phi. Từ khi còn là nữ công tước xứ Cambridge, Catherine đã chứng tỏ khả năng gây ảnh hưởng bất ngờ. Là một người bình thường, trở thành lọ lem thời hiện đại khi cưới hoàng tử William, công nương Catherine tạo được thiện cảm với công chúng. Những gì công nương mặc thường bán chạy hàng ngay lập tức sau đó, từ quần áo tới sách đến trang sức. Nhờ hiệu ứng Kate Middleton, vai trò của gia đình hoàng gia Anh sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài.